Đây là top 1 ở server của mình nha. Bà này thì cái gì cũng có, nhưng mà trừ một thứ bà này không có. Tí nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhé. Tiền thì bà này không thiếu rồi, lực chiến là 1,15 ức. Trong khi đó các thanh niên khác thì chỉ loanh quanh 3-4 nghìn vạn thôi. Mình thì 2.400 vạn các bạn nhé. Bà Trang này thì bà chơi choáng với cả liên kích này, cộng thêm với cả bạo kích cũng có này, phản công cũng có luôn, combo hủy diệt các bạn ạ. Đồ xịn xò con bò nhất của bà đấy thì là một món linh bảo 4 sao và liên kích cộng đến tận 24,4%. Chỉ một món đồ này thôi nó bằng 3-4 cái trang bị của mình, cay thế nhỉ. Và với cái combo liên kích bạo kích rất cao thì bạn ấy chọn luôn một em tinh quái là quỷ tướng. Thì em này nó vừa có lợi khi mà đi dị thú xâm lược này, vừa có lợi nếu như mà nó nổ bạo kích ngay ở turn đầu tiên, cũng như là liên kích thì thôi, chắc là chỉ mấy giây thôi là bà này sẽ kết liễu đối thủ các bạn ạ. Bởi vì là sát thương tăng đến tận 32% cơ mà. Ôi ô, lôi công thì bởi vì bà này chơi em là thanh long cho nên chơi lôi công là hợp lý rồi. Kết hợp với cả đại thú yêu nữa sẽ có thêm 8,4% cường hóa linh thú các bạn nha. Đặc biệt là bà này có cái vật cưỡi lên đến cấp 6 rồi các bạn ơi. Trời ơi, cánh choáng cộng 120% thì căng thẳng lắm các bạn ơi. Bởi vì đến tầm này của mình nha, mình build thì với cái chỉ số né của mình nó mới lên đến 138%, bà đấy đã khá 120% người. Xem thần thông của bà này xem nào. Ôi dồi ôi, cường hóa linh thú phẩm tím luôn, hai cái nha các bạn. Đặc biệt là thần thông của bà này level rất cao, level 75 luôn, dã man thật. Tăng 25% bạo kích này và 30% sát thương bạo kết hợp với cả cái liên kích bạo kích. Rồi thì em quỷ tướng của bà đấy nữa thì thôi, bá đạo trên từng ngặt gạo luôn các bạn ạ. Bà này được cái không có gì ngoài tiền cho nên là những cái thần thông bà đấy chọn nó cũng hợp lý vai cả trường luôn. Mỗi lần tấn công nếu kích hoạt bạo kích sẽ hồi ngay HP 12% công. Ôi dồi ôi. Và tăng 24% sát thương bạo. Chào dã man. Và bởi vì bà này chơi em thanh long nữa thế cho nên là kết hợp với cả đan tâm đồng tịnh này quá hợp lý các bạn ơi. Hồi HP rồi tăng công nữa thì càng đánh càng khỏe các bạn ạ. Lại còn liên kích nữa thì thôi. Khi vào trận này trộm 9,6% nhạy bén rồi luôn. Với những bạn nào mà chơi môn phải né như mình thì không cần quan tâm lắm. Nhưng bà này chơi liên kích bạo kích thì chắc chắn là cần cái này rồi. Bởi vì là sẽ có trộm được 9,6% nhạy bén và 9,6% công. Quan trọng nhất là cái nhạy bén này được đánh trước. Và khi mà đánh trước thì cái nổ bạo kích cũng như là liên kích nó cao kết hợp với cả quỷ tướng thì ngon lành lắm các bạn ạ. Tuy nhiên giống như mình đã chia sẻ thì có một thứ bà này không bao giờ có được. Đó chính là nhân phẩm các bạn ơi. Dù là bà đấy chơi thế nào đi chăng nữa, nhưng mà mới chỉ được dòng suy yếu linh thú tím mà thôi nha các bạn. Và vẫn còn một dòng lam, đó chính là kháng bạo. Nếu như bà đấy mà có được cái dòng cường hóa linh thú nữa thì ngon lành cành đào hơn rất nhiều nha. Nhưng trong tất cả các thứ ở đây, tiền bà này không thiếu, nhưng có một thứ bà này chắc chắn thiếu, đó chính là nhân phẩm các bạn nha. Nhiều bạn thì cứ tư duy tiêu cực, bảo là làm nhiều các bạn nhảy server, nhưng không, mình thì rất thích những bạn làm nhiều chung server, bởi vì có thể gánh team trong những sự kiện liên server các bạn nha. Và trong series đô top này, các bạn có câu hỏi gì nhớ để lại comment ở bên dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.